Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái hình 3D được sắp xếp bởi rất là nhiều trái tim màu hồng. Và nó trái tim này tôi vẽ 3D thì nó sẽ rất là nổi. Rồi quý vị nhìn thấy nó có ấn tượng không ạ? Tôi cũng xin giới thiệu là cái trái tim này được vẽ ra từ một cái vòng tròn. Và sau khi mình dùng một số cái thủ thuật của Photoshop thì mình đã biến nó thành được một cái quả tim và mình đổ bóng cho nó thì nó nổi lên. Và sau đây là phần trình bày video của tôi, quý vị xem nhé. Để vẽ được trái tim màu hồng thì mình sẽ làm các động tác như sau. Đầu tiên quý vị mở Photoshop ra, new một cái file mới 1920, 1080 và 300 dpi. Tương tự như mọi khi thì quý vị mở cho mình một layer mới. Quý vị chọn cho mình cái vùng chọn hình ellipse. Giữ phím shift, quý vị vẽ lên đây một cái vòng tròn. Thì cái trái tim màu hồng chút nữa thì mình sẽ vào Gradient Overlay ở trong Blending Option nha quý vị. Còn ở đây mình phim một cái màu bất kỳ. Thì lần trước thì tôi có để màu hồng thì bây giờ cũng được màu hồng. Quý vị vào Select, quý vị Deselect, bỏ chọn. Bây giờ trên bàn phím quý vị đánh cho mình lệnh cần chôn T ở cái chiều rộng này này quý vị. Nó đang là 100% đó quý vị. Giảm xuống cho mình là 50. Ở cái góc này quý vị đánh cho mình là 30. Quý vị kích vào dấu Apply. Ở trên bàn phím quý vị lại đánh gõ cho mình cái lệnh cần chôn G để nhân đôi cái lớp layer này lên. Ở trong Edit Transform, quý vị vào cho mình cái lệnh Flip Horizontal. Sau đó mình dùng cái công cụ Mover Tool mình di chuyển qua đây. Thì quý vị thấy cái lúc mà mình di chuyển qua đó thì Photoshop nó sẽ đưa cho mình vào cái hình như vậy là chính xác này, quý vị nhìn thấy trên dưới như vậy là đúng, là chính xác là hình trái tim. Thì rất nhanh, sau khi mà quý vị mẹt hai lớp này lại thì quý vị sẽ có một cái hình trái tim rất là đẹp. Mẹt chọn hai lớp xong rồi mình mẹt layer. Bây giờ mình phải giữ lại một cái lớp để tí nữa mình làm bóng cho hình quả tim này. Bởi vậy cho nên là quý vị sẽ nhân đôi cái lớp layer này lên bằng lệnh cần chôn G. Chút nữa cái lớp layer 1 copy dưới này á, thì mình để làm bóng. Còn cái lớp layer 1 copy 2 ở trên á, bây giờ mình kích chuột bên phải vào. Quý vị vào cho mình Blending Option. Ở trên cái bảng này này quý vị, ở chỗ đầu tiên quý vị sẽ giảm cho mình cái Fill Opacity này xuống bằng 0. Sau đó kích vào Gradient Overlay thì quý vị sẽ vào đây chọn cho mình ngay đây là màu hồng. Quý vị nhớ là màu hồng này ngã qua đỏ nghe quý vị. Ở đây á, nó đang là màu vàng này quý vị. Quý vị kích vào chọn cho mình cái màu hồng mà ngã qua đỏ đó. Nó hơi lệch một chút ở đây. Cái màu này rất là quan trọng, nó sẽ là cái điểm nhấn. Quý vị nhìn thấy cái hình trái tim của mình đó, nó được thay đổi. Nó từ màu hồng đậm và nó nhạt dần tới đây. Sau khi mình đã nhìn thấy đẹp và đồng ý với cái màu của Gradient Overlay, phim vào đây thì quý vị bấm vào OK. Quý
vị nhớ cái góc ở đây là trừ 30 độ nha quý vị. Opacity là lên 100% hết cỡ đấy. Cái này là quý vị để chế độ normal, quý vị muốn qua overlay ấy, thì nó là như vậy này quý vị. Nhưng mà mình để cứ normal thôi quý vị ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái bóng mờ và rất là nhỏ ở đây ạ. Quý vị làm cho mình một cái bóng mờ rất nhỏ ở đây. Thì quý vị kích vào Drop Shadow. Drop Shadow. Ở đây nó có cái bóng là của ngày hôm trước mình làm đó. Bây giờ quý vị vào chỗ contour này, quý vị chọn cho mình cái chỗ này nha quý vị. Cái bóng này nó bị đi ra ngoài hơi dài quá đó rồi. Quý vị sẽ giảm nó vào trong lại một chút. Cái opacity này mình cũng giảm xuống một chút. Để hơi mờ như thế này thôi nha quý vị. Cái size này như vậy là được rồi. Rồi đánh cho mình ở đây 130 độ. Quý vị chú ý nhớ các cái thông số đó về sau quý vị làm bóng là nó mới nổi à. Kích vào OK. Đó quý vị thấy mình đã có một trái tim nó nổi lên như thế này. Bây giờ quý vị mở cho mình một layer mới. Mình sẽ làm cái bóng trắng vào đây nha quý vị. Quý vị sẽ dùng Brush Tool và chọn cho mình màu trắng. Ở đây này quý vị. Quý vị chấm một chấm nhưng mà quý vị giảm cái opacity xuống 50% nha quý vị. Chấm ở đây một chấm. Quý vị nhớ nghe, cái chấm này có 50%. Sau đó ở cái opacity quý vị tăng lên 100% và quý vị chấm ở đây. Quý vị giữ cho mình phím Ctrl chọn xuống cái lớp copy 2 này, quý vị mẹt cho mình hai cái lớp này lại, mẹt layer đấy. Bây giờ mình chỉ còn hai lớp thế này thôi. Ở cái lớp mà layer copy 1 ở dưới đó, quý vị giữ vào phím Ctrl và kích vào cái ảnh thumbnail nhỏ đó quý vị. Đó, quý vị kích vào để tạo ra cái vùng như thế này. Bây giờ quý vị sẽ vào Edit, quý vị vào Fill, chọn cho mình màu đen. Ok. Quý vị vào Select, mình đi Select bỏ chọn. Bây giờ cái màu hồng ở dưới mình đã biến thành màu đen như vậy rồi đó. Mình làm cái bóng nó ngã qua bên này nha quý vị. Và bóng ngã qua đó đó, thì quý vị sẽ kéo cái này qua đây một chút. Bây giờ quý vị giữ phím Shift, quý vị chọn cả hai lớp này cho mình. Sau đó quý vị vào trong Edit Transform, quý vị vào cho mình Perplexity. Quý vị đưa chuột vào một cái góc ở chỗ tôi đang xoay chuột đây thôi ạ. Cái này rất khéo nè. Được không ạ? Mình cho cái hình trái tim của mình nó như vậy. Chứ nó cân đối hai bên đó, thì quý vị sẽ nhìn thấy nó không đẹp đâu ạ. Quý vị kích vào dấu Apply. Trên bàn phím quý vị gõ cho mình lệnh Ctrl T. Sau đó quý vị kích chuột bên phải vào, quý vị chọn cho mình Distort. Quý vị nhớ chọn ở lớp Layer 1 ạ. Quý vị ở đây nó có mấy cái dấu tít, thì quý vị chú ý cho mình cái dấu tít nó nằm ở giữa này thôi. Chỗ tôi đang xoay con chuột đây, quý vị kích chuột vào đó giữ chuột và khéo léo nha quý vị. Mình sẽ kéo cái bóng xuống như thế này.
Được không ạ? Ok rồi, quý vị kích vào dấu apply. Bây giờ cái trái tim này này quý vị, mình phải xoay nó lại một chút. Quý vị dùng công cụ Move Tool để mấy cái động tác này làm khéo mà khó nghe quý vị. Quý vị để ngay cái góc này, rồi quý vị sẽ xoay cái quả tim này qua một chút như thế này. Rồi mình sẽ kéo cái quả tim này ra, lấp cái vùng đen ở đây đi quý vị ha. Đây quý vị chú ý nè, cái chân của quả tim này á, nó phải tiếp xúc vào đây. Đó, quý vị sẽ đưa lên cho thật chính xác như thế này thì nó mới đẹp. Sau đó mình kích vào dấu apply. Bây giờ quý vị sẽ bao hết hai lớp này lại và mình sẽ đưa thẳng lại nha quý vị. Sau khi đưa thẳng lại thì mình kích vào dấu apply. Bây giờ quý vị chọn cái lớp bóng là lớp layer 1, vào filter blur, Gaussian blur. Sau khi mình nhìn thấy cái bóng mà nó đã mờ như vậy rồi này quý vị. Đó, mình di chuyển mấy cái thanh này quý vị, chú ý di chuyển cho mình làm sao giữ được cái đường nét của nó nha quý vị. Mình ở đây hơi lố tay một tí thì cái bóng nó rất là xấu và nó không có thật. Những cái này thì quý vị canh cho mình bằng mắt. Quý vị kích vào OK. Quý vị có nhìn thấy cái bóng nó bị nhòe ra đây cái viền đen không quý vị? Thì bây giờ mình sẽ add cho nó một cái lớp mắt nha quý vị. Add vào đây một cái lớp mắt như vậy. Quý vị chọn cho mình cái brush tool, rồi chọn cho mình màu đen. Đây, cái lỗi này mình bị lố đây. Thì quý vị lại đảo cái bảng màu này ra màu trắng để mình lấy lại cái phần mình lố như thế này. Đó. Rồi tôi hay dặn quý vị phải ép vào đây cái lớp mắt. Lỡ mình dùng cục gôm đó mà mình hồi nãy mình gôm đi thì quý vị sẽ khó lấy lại lắm ạ. Sau khi mình xử lý gọn gàng được chỗ này rồi đây quý vị, và rất là đẹp như vậy rồi, quý vị sẽ vào opacity và giảm cái bóng này xuống mờ thôi ạ. Mình giảm xuống như thế này là vừa nghe quý vị. Rồi quý vị chọn hết hai lớp này và mình mẹt nó lại. Bây giờ quý vị nhìn thấy cái bóng ở đây không? Nếu mình xóa đi thì nó không đẹp nha quý vị. Là mình muốn cho nó thu hẹp lại vào trong này một chút thì quý vị sẽ vào cho mình filter liquify. Ở trong cái liquify này đó quý vị, cái công cụ đầu tiên của liquify đó, quý vị chọn cái công cụ đầu tiên, chọn cái size cho nó phù hợp. Quý vị để chuột ở đây rồi mình đưa vô thôi nghe quý vị. Được không ạ? Cái liquify này nó có thể làm biến dạng nhiều thứ đó. Đây ví dụ giống như là mình thử ở đây nghe quý vị. Đó quý vị nhìn thấy không? Cái liquify này nó hay lắm. Cái công cụ thứ nhì á, là sửa size. Cái này tôi cũng đã trình bày một cái video rồi. Đây công cụ này nó sửa size này, mình làm bị sai thì mình sửa lại. Được không ạ? Rồi mình ok. Đó, bây giờ quý vị thấy tự động cái bóng của mình nó được thu hẹp lại rồi đó. Bây giờ quý vị nhìn thấy mình có một cái quả tim mà nó rất là ấn tượng đúng không ạ? Thì cái cách vẽ một quả tim nổi ở trên phần mềm Photoshop là vẽ như thế này ạ. Bây giờ tôi sẽ tạo cho cái quả tim này có một cái giá
để nó nằm lên đó quý vị ha. Quý vị chọn lớp background xong mở cho mình một cái layer mới. Quý vị vào công cụ vùng chọn hình ellipse ạ. Rồi mình sẽ chọn một cái vùng để mình đựng cái quả tim này. Mình phin vào đây một cái màu mà nó không liên quan với màu nền và các cái màu hiện có. Vào select, quý vị đi select bỏ chọn. Đây ạ, à, bây giờ mình đã có một cái giá đựng cái quả tim này rồi. Thì giống như hôm trước mà tôi vẽ quả cầu đó quý vị. Thì bữa nay mình vẽ cái quả tim. Thì quý vị sẽ bấm cho mình lệnh cần chôn G để mình nhân đôi cái lớp mà lớp đế của nó lên, kích chuột bên phải vào chọn blending option. Bây giờ quý vị sẽ chọn drop shadow. Bây giờ ở drop shadow này á thì cái fill opacity này quý vị tăng lên hết cỡ. Cái chỗ size này quý vị giảm về đây nha quý vị. Và cái màu sắc đó thì quý vị chọn cho mình màu cam đậm. Kích vào OK. Góc này vẫn 130 độ quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy bây giờ cái miếng giá của mình nó dày lên rồi đấy ạ. Tiếp tục quý vị chọn cái lớp ở dưới này quý vị. Kích chuột bên phải vào chọn blending option. Bây giờ mình sẽ cho nó có một cái bóng đen chạy ra nha quý vị. Đó, quý vị sẽ bảng màu chọn cho mình màu đen. Cái chỗ này quý vị sẽ chọn cho mình cái răng cưa. Cái size này quý vị kéo nó ra ngoài một chút như thế này cho mình. Ở chỗ distance này quý vị kéo ra ngoài một chút để nó không có bóng viền ở trên. Nó chạy hết xuống dưới này. Giảm cái opacity này xuống. Sau khi thấy hài lòng rồi thì mới quyết đúng không ạ? Vậy kích vào dấu OK. Như vậy là vừa rồi tôi cùng với quý vị và các bạn thì mình đã tạo ra cho mình được một cái hình 3D, một cái trái tim nổi, nó rất là ấn tượng đúng không ạ? Và để ấn tượng hơn thì quý vị sẽ phin cái màu cỏ úa vào cái nền background này nha quý vị. Quý vị vào chọn nền background, sau đó quý vị vào edit, quý vị vào fill, quý vị chọn color, là mình sẽ chọn cái màu cỏ úa ở đây ạ. Ok. Đó, quý vị nhìn thấy cái hình cỏ úa nó làm cho cái trái tim của mình nó nổi lên rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ đến cái công đoạn mà sắp xếp cho nó thành một cái hình decal thì tôi xin phép làm nhanh để không mất thời gian xem video của quý vị. Đầu tiên mình giữ phím Shift, dùng công cụ mua tool thu nhỏ trái tim này lại, rồi mình sẽ sắp xếp lên trên này. Như vậy là vừa rồi tôi đã cùng với quý vị và các bạn thì mình đã tạo ra được một cái đề can mà nó có rất là nhiều hình trái tim nổi sắp xếp lại với nhau. Quý vị nhìn thấy nó có ấn tượng không ạ? Thì video của tôi ngày hôm nay thì xin phép dừng lại ở đây và kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Xin chào ạ.